Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta trong buổi pháp thoại tiếp tục nghiên cứu vào phần tiếp theo của bộ luận Niệm Phật Thập Yếu. Hôm qua chúng ta đã học hết phần khải đề của chương thứ 9. Nói về niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên. Hôm nay chúng ta học sang phần chính, mục A, nói lược về các duyên khảo. Tiết 62 này, vài nguyên nhân của các chướng duyên, để chúng ta xem tổ dạy như thế nào. Nguyên nhân của các chướng duyên từ đâu mà có, từ nguyên nhân gì mà dẫn đến những các chướng duyên chúng ta thường gặp phải trong quá trình tu tập. Thì đây tổ gọi là lược thôi, chứ không nói hết được, lược. Đây tổ dạy là các bậc tiền bối trong làng tu thường bảo. Nói cái câu các bậc tiền bối ở trong làng tu thường bảo. Vì ở đây sở dĩ cụ dùng cái từ đấy, vì ở trong Đại Ninh, ở trong Đại Ninh, cái nơi mà cụ lập thất cái lúc đó, chúng ta đạo tràng cũng mấy năm trước cũng có duyên để vào thăm đỉnh lễ nơi chốn tổ của Đệ Nhị Tổ đó, chỗ làng Đại Ninh. Ở chỗ đó người ta gọi là làng chùa. Về xóm đó thì cái khu đó rất nhiều chùa, rất nhiều tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường của các quý thầy lập lên để tu tập ở đó. Cách đây mấy chục năm trước thì ở đó thì gần như thuần túy là nơi tu tập của các sư. Các sư xây dựng chùa chiền, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường tu tập rất là đông. Nhưng mà các chúng ta thường nghe thấy cái từ xã hội họ hay nói là rất là hay, thóc đâu thì bổ câu đấy, đúng không? Đó, vì là chùa chiền các quý thầy về đó lập thất lập chùa để tu đông, thì tín đồ Phật tử ở thập phương các nơi thì về tùy hỷ cúng dường đỉnh lễ và tu tập cũng rất là đông, thì nó kéo theo cái nhu cầu là gì, dịch vụ ăn theo. Chính vì dù dịch vụ ăn theo, vì vậy là dân họ đến là gì? Họ mua đất, họ làm nhà xen kẽ vào đó. Vì vậy bây giờ, ngày xưa nó là cái làng tu, gọi là xóm chùa hay gọi là làng chùa. Nhưng bây giờ thì dân nó ở vào cũng đông quá rồi. Chính vì vậy vừa qua chúng ta xem ở trên mạng cái chỗ chùa Dược Sư của sư bà Hải Triều Âm nổi tiếng một thời. Sư bà thì viên tịch rồi, bây giờ các đệ tử trông nom chủ trì tiếp tục hoàng pháp lợi sinh ở đó. Thì ngày xưa có một doanh nghiệp là họ, khi sư bà còn sống, thì họ bảo cúng mấy ha đất ở gần sát bên chùa đấy để cho các thầy làm mở rộng khuôn viên và làm tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường vân vân để dành cho người ta tu tập. Thế bây giờ sư bà viên tịch đấy rồi thì doanh nghiệp họ lại muốn phát triển là nơi du lịch sinh thái, kinh doanh, kiếm tiền, dịch vụ vân vân. Họ không cho nữa. Trước thì cúng rồi nhưng bây giờ thì lại không cho nữa. Thì các sư thì bảo là trước đây cúng cho sư bà rồi, cúng cho chùa rồi, là của Phật rồi. Nhưng họ bảo là bây giờ họ không cho nữa. Họ
họ để họ làm khu du lịch, làm khu sinh thái. Nhà chùa thì cũng có thất, có nơi tu tập ở đấy rồi, họ đến họ không cho ở. Đấy, chúng ta thấy mà bình thường ra thì ngày xưa thì tổ còn trụ thế, thì cái nơi đó nó hoang vu đó, nó hẻo lánh lắm, ít người qua lại lắm. Thế nơi đó gọi là nơi thanh tu. Thanh tu tức là gì? Nơi rất là thanh tịnh để cho gì? Những người tu tập để hành đạo và tu tập về nội tâm, thiền định vân vân. Đó. Nhưng bây giờ thì nó biến thành cái nơi cũng có thể nói là nó không được như ngày xưa nữa. Mấy năm trước thì vào đó thì thầy cứ nghĩ là làng sư là nó một cái nơi là gì, nó rừng núi gì, nó bát ngàn. Và ở nơi đó là có những cái tịnh xá, tịnh thất, cái niệm Phật đường và cái thiền đường nó nho nhỏ xinh xinh như thế. Nhưng vào có thấy gì, cây cối thì sạch bóng hết rồi. Sạch bóng hết luôn. Chả còn mấy cây to nữa cả. Kể cả chỗ của cụ Nhị Tổ cũng thế, ngày xưa của vào đó phải người làng thượng họ đi cây cối thì bạt ngàn. Có cả hổ, cả rắn đầy ra. Bây giờ vào thì đến chùa của cụ chả thấy có mấy cây cối nữa cả. Chốn tổ đấy, của cụ Nhị Tổ đấy, cũng không còn thấy cây cối nữa. Còn chung quanh đấy thì dân ở thì kín, gần như kín mít hết. Ngoài những cái chùa mà ngày xưa mà ở từ trước ấy, thì đất nó rộng rộng được vài nghìn mét vuông hay là vài HA, 2-3 HA gì đó thì cũng hiếm. Gần như được có vài HA là cũng hiếm. Vài nghìn mét vuông, thậm chí có cái tịnh xá, tịnh thất không là như cái nhà ở của dân 100-200 mét vuông thôi, ở kiểu đấy gọi là làng sư. Thầy ngày xưa thầy chưa đi vào mà thầy tưởng tượng nó đẹp lắm, phong cảnh hữu tình là ở trên rừng núi, như là ngày xưa mà tổ nói ở trong cái quyển tự truyện của tổ ấy, rừng núi bạt ngàn, vào đó dân người thượng đi khai phá, đi làm nương làm rẫy các thứ vân vân, cây cối tùm rồi hổ lang xài báo. Thế mà có mấy chục năm sau nhà cửa san sát. Đó. Nhà cửa san sát luôn các quý vị. Cho nên mà ô nhiễm môi trường, ô tô đi ra đi vào cũng bụi mù đó. Nhiều xe nó đi cho nên là cái đường thì nó bé bé. Vậy mà cũng bụi mù thôi. Còn có khi còn ô nhiễm môi trường hơn ở quanh quanh khu vực chúng ta ở đây. Mặc dù là đấy là rừng núi độ cao rất là cao. Khi con người chúng ta đến ở đông thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Đấy, cho nên ở đây thì giải thích cái từ làng tu ở đây ấy, để cho chúng ta nắm vì sao cụ lại dùng cái từ làng tu. Vì ở nơi đó ngày xưa gọi là cái làng tu hay là xóm chùa, vì toàn là các sư ở với nhau. Đến hàng mấy chục nghìn vị sư cơ mà. Ở nhiều như thế cơ mà. Cái chỗ ngày xưa các cụ nói là có lúc cao điểm nó lên đến mấy chục nghìn vị sư ở đấy tu tập ở cái khu vực đó, làm cốc, làm thất, làm chùa, làm chiền ở tu. Nhưng bây giờ thì chắc chỉ được vài nghìn nữa thôi, không biết còn được chục nghìn nữa không. Vì nó không phải là cái nơi nó thanh tu như ngày xưa nữa, cho nên một số các quý thầy họ làm tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, họ cũng chuyển đến nơi khác họ tu rồi. Ở trong miền Nam nó khác với miền Bắc chúng ta thế này này. Ví dụ như tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, họ mua lên họ có sổ đỏ, họ xây ngôi nhà, sang họ mang tượng Phật họ thờ, họ gọi là tịnh thất hay là tịnh xá hay niệm Phật đường. Thì họ cứ có sổ đỏ cho nên là gì? Họ có thể bán cho người dân bình thường được, hay mua đi bán lại với nhau được. Nhưng miền Bắc chúng ta ai mà ai dám bán chùa, ai dám đi mua chùa, ai dám đi bán chùa. Là chùa là của dân, đất vua chùa làng, chùa là của dân chứ không phải là chùa của chư Tăng. Chư Tăng không có cái quyền gì mà đi bán chùa hay là sang nhượng chùa hay là chuyển đổi chùa thành của riêng cả. Cái này là miền Bắc chúng ta là tuyệt đối không có cái đó, không có luôn. Còn ở trong miền Trung, miền Nam thì cái tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường là do các quý thầy hoặc các quý cư sĩ Phật tử mua đất là có sổ đỏ cho nên xây dựng lên và treo cái biển là đăng ký với nhà nước, với lại ban trị sự Phật giáo quận huyện và tỉnh ở đó là tịnh xá hoặc là tịnh thất hoặc là niệm Phật đường hoặc là thiền đường nho nhỏ. Thì trong kia người ta lại cái văn hóa đằng trong thì nó có cái khác với văn hóa phía Bắc chúng ta như thế, cùng là một quốc gia nhưng mà cái văn hóa nó có những cái điểm khác.
Cho nên cái chính sách quản lý nhà nước, quản lý tôn giáo ấy, hay là quản lý giáo hội vân vân, nó cũng có cái khác các quý vị. Miền Bắc chúng ta là đất vua chùa làng, chùa thỉnh sư hay là đuổi sư, phải nói thật là như thế. Thỉnh sư về trụ trì hay là đuổi sư đi, nếu sư không làm được gì cho dân ấy, cũng do dân. Dân là chính, chính quyền là một phần thôi, và giáo hội cũng chỉ là gì, là một phần thôi. Còn dân là chính, dân là gốc. Dân mà họ không thích thì chính quyền cũng không ký cho sư về trụ trì được, và giáo hội cũng không bổ nhiệm sư về trụ trì được. Đấy là miền Bắc chúng ta gọi là đất vua chùa làng là như thế. Còn trong miền Nam ấy thì chùa là của giáo hội. Ví dụ vị sư ở chùa A này không ở đây được, hoặc là viên tịch, thì sơn môn nếu mà không có người thì giáo hội sẽ điều người về đó để trụ trì. Nhưng miền Bắc này thì không, dân phải mời mới được, còn dân không mời là nhất định không được. Đây cũng nói thêm như vậy chúng ta biết. Cho nên cái tổ nói đây là các bậc tiền bối ở trong làng tu thường bảo, tức là ở trong cái làng chùa, xóm chùa, cái nơi các tổ ngày xưa tu rất đông người ạ. Thì rất đông người thì tu với nhau thì đương nhiên có chuyện này chuyện nọ, người ta đến tham vấn nhau, người thì giảng giải hướng dẫn, người thì tham vấn thưa thỉnh vân vân. Những bậc mới tu thì gặp những chuyện mà không giải quyết được phải tham vấn thưa thỉnh. Những bậc chân tu, tu lâu rồi có kinh nghiệm thì hướng dẫn và giải thích cho những vị gặp chuyện kia. Đó. Cho nên tổ mới nói là các bậc tiền bối trong làng tu thường bảo, khi phát nguyện làm những công đức lớn hay tu hành, thường gặp nhiều chuyện chướng duyên, khảo đảo, thử thách. Đó. Có nghĩa thì khi chúng ta tu tập và chúng ta cứ phát nguyện một cái gì lớn, cái gì phát nguyện lớn bất thường, hoặc là phát nguyện làm một cái việc gì đó lớn, mang tính chất lợi ích rộng lớn cho chúng sinh, cho nhân loại và cho Phật Pháp, vân vân, thì thường là hay gặp gì? Gặp những cái chướng duyên, khảo đảo, thử thách. Đó. Cái này ở trong nhà Phật có rất nhiều. Ví dụ các cụ ngày xưa nói là những người xuất gia như các thầy ấy, thì có mấy đợt chướng duyên hay tới. Cái chướng duyên thứ nhất đó là chướng duyên sau khi vừa thế pháp. À, sau khi vừa thế pháp, tức là vừa được cạo tóc xuất gia đó, thì thường là lúc bình thường chưa cạo tóc xuất gia thì cái tâm cầu đạo là gì? Tha thiết lắm, hăm hở lắm và mãnh liệt lắm. Cứ nghĩ như là mình sắp sửa đắc đạo tới nơi rồi ấy. Đấy, nhưng khi cạo tóc được một thời gian, một vài tuần hay một vài tháng, bắt đầu thì nó sinh ra, có người thì chướng duyên là gì? Ốm đau bệnh tật. Có người thì tự nhiên sinh là tâm là gì? Chán, chán đạo, không muốn tu. Và sinh cái tâm là gì? Thôi đi tu như thế này, biết bao giờ cho được giải thoát. Đi tu như thế này, bỏ bố, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ người thân, bạn bè ở nhà, mình có phải là bất hiếu không? Có phải là bạc tình, bạc nghĩa không? Đủ các thứ thì nó đưa ra cho suy nghĩ miên man cái hoài hoài dài dài. Cho nên là lười biếng, bỏ tu, bỏ làm. Và không bao lâu thì bỏ cái chùa để hoàn tục luôn. Đấy, đấy là chướng duyên ban đầu của người xuất gia, các thầy và các tổ ngày xưa truyền lại, kể lại, và không chỉ các tổ truyền lại kể lại mà các thầy cũng thấy như thế. Bạn bè đồng tu với thầy ngày xưa cùng tu, cùng xuất gia với nhau ạ. 4 năm anh em trong chủ hương cùng vào, lúc đó thì bây giờ chỉ còn có 2 anh em thôi. 5 người, thầy nhớ là lúc đó 5 chú tiểu cùng với cái chạc của thầy, trang lứa của thầy vào chủ hương tu lúc đó, bây giờ còn duy nhất có 2 người. Đó là Đại Đức Minh Đồng ở chùa Phú Lưu Tế, ở dưới Mỹ Đức, và thầy. Còn lại 3 anh em lúc đó rụng hết rồi. Còn 4 anh em, 3-4 anh em lên trên chùa cao, chùa thầy trên đỉnh núi chùa cao, cũng rụng mất 2. Bây giờ còn có 2, còn có thầy với một sư ông nữa. Mà sư ông nữa thì bây giờ nghe bảo là cũng suốt ngày cứ ma ma quỷ quỷ, lúc thì bảo là mình là Phật, là Bồ Tát giáng thế, lúc thì bảo là
Ngọc Hoàng Thượng Đế Giáng Sinh có nghĩa là cũng gì, cũng không bình thường. Đấy, đây là mấy anh em tu với nhau trong cái lúc làm vào làm tiểu ở trong chùa Hương và trên chùa Thầy đó, thì chỉ còn thì có mấy người đấy thôi. Thế với như vậy là 5, 6, 7, 8, 9 người, bây giờ còn có 3 thôi. Hỏng mất mấy? Hỏng mất 6. Đấy, không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên ngày xưa thầy nghe Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Hòa Thượng Thích Chí Quảng, bây giờ cụ giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cụ nói thì trứng cá bông xoài. Người tu chúng ta ở thời mạt Pháp này là trứng cá bông xoài. Vì sao mà trứng cá bông xoài? Trứng cá, các vị biết con cá mà nó, ví dụ con cá chép, cái bụng của nó thì có biết bao gì? Phải có biết là hàng nghìn quả trứng. Nhưng mà từ những quả trứng nó đẻ được ra, nó đẻ ra và cái quả trứng đó được sau khi trưởng thành, nở ra mà được thành con cá, mà con cá nó lớn trưởng thành được thì rất là gì? Là ít. Đó. Vì sao? Vì cái môi trường cái trứng cá nó sinh ra, đẻ ra dưới nước thì vô số những loài, những cái hiểm họa. Những loài tôm, loài cá, loài cua, loài ốc, loài ếch, những loài to hơn là gì? Mà nghe cái mùi thơm của trứng cá, cho nên nó gì? Nó đến nó ăn, tập trung nó ăn và sót được cái trứng nào thì mới nở ra con. Mà nở ra con cá con rồi, con cá khi nó còn bé tí thì môi trường đấy nó rất dễ bị tổn thương, rất dễ bị những con lớn bắt giết, làm mồi cho con lớn. Cho nên mình gọi là trứng cá. Còn bông xoài là thế nào? Các vị nhìn cây xoài, cái mùa hoa xoài á, tháng 2, tháng 3, tháng riêng, tháng 2 gì đấy đúng không? Rất là nhiều. Đây cây xoài nhà mình có 2-3 cây xoài, cây muỗm đây. Hoa thì phải nói là nở trắng ở trên cây. Nhưng mà kết quả là những quả đậu ở trên cành thì bây giờ các vị thấy cũng không được nhiều lắm. Mà hoa lúc đó thì rất là nhiều, những quả đậu lại thì rất là ít. Anh em mới nói là gì? Trứng cá bông xoài. Ý nói là người du thời mạt Pháp của chúng ta đó, phần lớn là gì? Là thoái tâm, thoái thất bồ đề tâm. Hoặc là gì? Tu không đến nơi đến chốn, cho nên vẫn trầm luân ở trong vòng xoáy sinh tử luân hồi lục đạo mà thôi. Còn những người giải thoát, những người giác ngộ, những người hết khổ thì rất là ít, như là trứng cá bông xoài kia vậy. Đấy, chúng ta thấy chưa? Chúng ta nghe câu chuyện mà thầy kể, Hòa Thượng Pháp Chủ cụ nói là trứng cá bông xoài, chúng ta thương cho những con cá. Còn là Phật Bồ Tát nhìn chúng ta thì cũng thương chúng ta như những con cá kia vậy. Thương cho chúng ta như những bông xoài đầy rẫy trên cây kia, nhưng mà chỉ đậu lại được có một chút quả vậy. Vậy chúng ở trong đây chúng ta ai làm quả xoài, ai làm cá trưởng thành? Hả? Không dám nói hả? Không dám nhận mình là xoài hay là hoa? Nếu chỉ là hoa thì đi qua có vài ngày là rụng thôi. Nếu chỉ là trứng cá thì có thể vừa sinh ra để gì? Đã mất thôi. Đó, cho nên ở đây mới nói gì? Mới nói là cái duyên khảo đảo trong quá trình tu tập của Tăng Ni Phật tử chúng ta. Như Thầy đang nói là gì? Khảo đảo của Tăng Ni những người xuất gia. Bước đầu tiên đó là sau khi vừa cạo tóc là hay bị phá nhiều nhất. Rồi tăng lên một giai đoạn thứ hai, đó là thọ giới sa di, tức là thọ 10 giới để lên sư bác đó. Tăng thì gọi là sa di, ni thì gọi là sa di ni đó, hoặc là thức xoa mana ni, vân vân. Đó, giai đoạn đây, giai đoạn thứ hai mà hay bị phá. Giai đoạn này thì cũng nhiều người không vượt qua được. Thọ giới xong về một thời gian xong, tự nhiên là cái sinh tâm chán trường, rồi cống cao ngã mạn, rồi lười biếng, rồi bệnh tật, rồi đủ các thứ nó sinh ra mà nhiều người cũng hoàn tục bỏ đạo ra về. Đấy, giai đoạn phá lần thứ hai. Giai đoạn phá lần thứ ba này là giai đoạn thường là cũng hay rất là nặng. Đó là thọ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni. Tức là thọ đại giới đó. Thọ đại giới xong về mà không chịu tính tâm tu học, không tinh tiến, trau dồi ba nghiệp thân khẩu ý, không lấy giới định tuệ để làm thầy, vân vân đó, thì bắt đầu nghiệp gì? Nó phá mạnh lắm. Cho nên một số người vừa thọ giới một vài tháng xong hay 1-2 năm sau lại đã xả giới hoàn tục ra về. Đó, đây là giai đoạn là thứ ba.
Còn giai đoạn thứ tư, giai đoạn quyết định trong vấn đề sinh tử, giai đoạn này thì ít người đạt đến lắm. Đó là giai đoạn gì? Quyết định là buông xuôi tất cả, kể cả chức cái trụ trì cũng gì, cũng buông để đi gì? Để đi nhập thất tu hành cầu thoát ly sinh tử một đời. Cái này thì ít người với tới. Đặc biệt là thời mạt pháp này thì là càng ít người với tới. Đó, thì cái giai đoạn thứ tư này là giai đoạn nhập thất chuyên tu á, thì để một đời cầu giải thoát giác ngộ thì thầy nói là thời mạt pháp này ít người dám. Ví dụ đang trụ trì, đang làm các công việc Phật sự trung ương hay là tỉnh thành hay là quận huyện vân vân, đang có chùa to Phật lớn hay đang có chùa đẹp cảnh trang nghiêm, Phật tử đông nhiều, nhân dân tín kính, cuộc sống nó cứ bình như thế, tự nhiên bây giờ là buông hết lại gì, lại đi vào nhập thất ngày ăn một bữa, chuyên tu ở trong tịnh thất không biết là ngày nào mới hoát nhiên đạt đạo, ngày nào mới có thể giác ngộ giải thoát để ra khỏi cửa thất đây. Cho nên không mấy người dám tinh tiến, dũng mãnh buông xuống tất cả những pháp của thế gian và pháp tương tự xuất thế gian để mà gì? Để nhập thất tĩnh tu cầu đạo giải thoát. Đó. Còn những vị mà buông được xuống tất cả, nhập thất chuyên tu cầu đạo giải thoát thì lúc đó vào trong đó gì? Nhiều chướng duyên lắm. Ngày xưa khi mới học xong về, thầy cũng về nhập thất một thời gian, cũng vào thất năm bảy hoặc chục lần gì đó. Ngày thứ nhất thì vô tư. Ngày thứ nhất vào thì còn hăm hở, còn hoành tráng lắm, còn nghĩ mình lần này chắc phải nhập thất có phải đến một tháng hoặc ba tháng hoặc sáu tháng. Ngày thứ nhất thì như thế. Nhưng sang ngày thứ hai bắt đầu thì ma chướng khảo đạo, tự tâm sinh ra thì rất nhiều vọng tưởng. Nào là hay nhỉ, mình đang làm công việc Phật sự ở bên ngoài, hay là chùa chiền đang xây dở dang, Phật tử, nhân dân họ ra chùa, họ không gặp mình thì họ hỏi ai, vân vân và vân vân. Tự nhiên nó cứ nghĩ là miên man ra như thế, rồi liên tưởng lại những công việc thường nhật chúng ta đang làm, đang dở dang. Nay vào thất như thế này thì ở ngoài kia ai trông nom cho, mọi người có làm được không? Rồi Phật tử đến chùa thì tìm mình để cầu mình giúp đỡ, mà mình lại đi vào trong này, ở trong này một mình để an phận trong này thì còn chúng sinh đau khổ ở bên ngoài thì ra làm sao? Phải đu các thứ. Nói chung bây giờ nó bắt đầu khởi cái tâm là nói nôm na là gì? Muốn ra thật sớm. Đây là gì? Khảo đảo trong các hành giả khi nhập thất, bằng những cái kinh nghiệm mà mấy lần nhập thất của chúng tôi thấy cái đó thường xảy ra. Mà đặc biệt sang ngày thứ ba, thứ tư là những cái ngày mà gì? Khó vượt qua nhất. Mấy lần nhập thất chúng tôi đều thế cả, ngày thứ ba, thứ tư là những cái lần mà gì? Nhập thất, những cái lần đấy là khó vượt qua nhất. Thậm chí là có cả cái thế lực gì? Tâm linh vô hình bên ngoài là tác động nữa. Tức là ma vương, thiên ma ba tuần hoặc là gì? Hoặc là đệ tử của thiên ma ba tuần hoặc là gì? Các loại quỷ thần gì? Nó phá đạo, nó khảo đảo, những oan gia trái chủ gì nó tới tìm để nó phá hạnh tu của chúng ta. Cho nên lúc đấy là lúc có những lúc thì có những lần thì ốm đau gì rõ ràng ở ngoài đang khỏe, vào hết ngày thứ hai thứ ba một cái là nó ốm gì ốm mà đi không được. Đó, sốt sình sịch đi không được, đi phải vịn tường mà đi. Lúc đó nếu mà sợ, nghĩ là mình ở trong này chết, không may mà chết lăn quay ngã đùng ra đây mà chết thì có khi vãi với dân trái biết bỏ mình thối ở trong này thì chết. Nghĩ như thế có nghĩa chỉ muốn mở cửa ra. Có những lúc đi đến thì cầm cái then cửa mở ra rồi, nhưng xong lại nghĩ mình đã thề vào nhập thất rồi, thà chết bỏ thân mạng ở trong này cũng không mở cửa đi ra, khi mà chưa đủ ngày hay là chưa thấy tâm nó an thêm một chút nào cơ mà lại đóng cái chốt lại. Đấy, đấu tranh tư tưởng như thế đấy. Các quý vị thấy có rất rất nhiều những cái sự khảo đảo và cái chướng duyên này
nó phá chúng ta. Có những lúc là thuận duyên không đơn giản, nghịch duyên phá chúng ta vượt qua đã khó, nhưng thuận duyên nó phá chúng ta thì 10 người thì 9 người thì có chết. Nghịch duyên nó phá thì còn dễ qua các quý vị, mà thuận duyên nó phá thì 10 người thì 9 người chết. Thế mới kinh chứ. Làm sao? Ví dụ thầy cứ lấy ví dụ chẳng hạn, chúng ta phát nguyện vào nhập thất, mong muốn được thấy Phật đúng không? Thấy Bồ Tát để các ngài gia trì sách tiến cho chúng ta. Thế vào, bắt đầu vào một cái là gì? Hôm nào Phật Bồ Tát cũng tìm đến chúng ta để thuyết pháp cho chúng ta nghe, để giảng đạo cho chúng ta biết vân vân, và chúng ta cứ nghĩ là gì? Ồ, chúng ta tu hành như vậy là gì? Lần này là tốt quá. Lần này mong thấy Phật thì Phật đến suốt ngày, mong thấy Bồ Tát, Bồ Tát đến suốt ngày. Thậm chí Phật Bồ Tát còn thuyết pháp, còn lấy tay xoa đầu, còn thọ ký cho chúng ta nữa, vui quá. Đấy, đấy là những thuận duyên. Và chúng ta cứ chìm đắm vào đó, bắt đầu vào ngồi thiền hay tụng kinh, một cái là chỉ mong thấy Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát là hiện ra ngay trước mắt chúng ta, mong được nghe pháp Phật Bồ Tát thuyết pháp cho chúng ta, vân vân và vân vân. Và như thế thì trong mấy tháng, mấy tuần hay mấy tháng nhập thất chúng ta ra thì chúng ta thì lạm xưng cho rằng là mình gì? Là người tu hành chân chính, là bậc cao tăng xuất thế, đắc đạo thành Phật, thành Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh. Thậm chí Phật tử thì cũng tự cho mình là gì? Là ngang bằng với Phật và Bồ Tát để dẫn dắt chúng sinh. Đấy, cho nên bây giờ chúng ta thấy không chỉ chư Tăng và Phật tử ở ngoài tại gia cũng đầy những cái trường hợp như thế. Đó, thế mới mấy năm trước mới có trường hợp là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Mới có, như hiện nay như là mới có gì? Như là Nguyễn Nhân ở trong miền Nam. Mới có như là Trần Tâm ở nước ngoài, toàn là người, toàn là cư sĩ, toàn là Phật tử, bước đầu học Phật đó. Nhưng mà không có thầy hiền bạn tốt chỉ đường dẫn lối, tự mình mò mẫm tu tập. Mình đi sai đường mà không biết mình sai đường, đấy mới là đau. Sai đường mà có người chỉ cho mình mà mình biết cái sai, mình dừng lại, mình ăn năn, mình sám hối, còn có ngày thay đổi, có ngày quay trở về với tự tính được. Toàn sai đường mà cống cao ngã mạn, tự cho mình là gì? Là chứng ngang với Phật Bồ Tát. Và họ chính là gì? Phật Bồ Tát á. Thì cái này thực sự khó có thể lay chuyển được. Khó có thể, ai có thể khai thị và dẫn dắt họ được quay trở lại với con đường chính đạo ban đầu. Cho nên khó lắm các quý vị. Vì vậy mà gì? Khi chúng ta cứ phát nguyện tu hành cái gì là thường là hay gặp cái duyên khảo đảo. Thế còn Phật tử tại gia thì sao? Nãy là thầy nói về xuất gia, bây giờ về tại gia sao? Tại gia thường có người Phật tử, mấy lần có thể nghe Phật tử lên nói với thầy rồi, bạch thầy, lần này là con phát nguyện ăn chay trường, nguyện là tu tụng kinh Địa Tạng 100 ngày liên tục, không đi chơi, không đi đâu. Thầy bảo thôi, cứ từ từ, 7 ngày hoặc 21 ngày đi đã, làm được xong rồi cứ nâng dần, nâng dần. Chưa làm bao giờ mà nguyện một lúc mà để làm 100 ngày ăn chay trường, không đi đâu, chỉ có ở nhà để hành trì kinh Địa Tạng mỗi ngày 3 thời, rồi còn niệm Phật 3 thời nữa là 6 thời. Đấy, hăm hở lên bạch với thầy như thế. Thầy bảo thôi cứ từ từ đi. Bảo không, con đã quyết rồi, con đã quyết rồi, thầy chứng minh cho con lần này con sẽ gì? Con sẽ chuyên tu là 100 ngày. Các vị biết đó, được mấy ngày không? Được sang ngày thứ ba nó ốm, thế là phải đi, thế phải đi viện. Thôi, khi mà gọi điện với ngày thứ ba gọi điện cho thầy, thầy tưởng là như thế nào? Hóa ra gọi điện rồi, và rồi khóc tu tu bảo bạch thầy, con không làm tròn cái tâm nguyện của con có bị đọa địa ngục không? Thế thầy hỏi làm sao mà đọa địa ngục? Bảo con mới xong ngày thứ ba, thế là con bị đau bụng, con bị cái gì, đi cái gì ruột thừa ấy, bị đi mổ ruột thừa, cắt ruột thừa, cho nên con không gì, không thể tiếp tục tu hành được nữa. Con phát nguyện ăn chay, nhưng mà bây giờ sức khỏe gì mới mổ xong, cho nên bác sĩ và con cái nó bắt con phải ăn gì,
phải ăn mặn, cho nên con ăn như vậy con có bị đọa địa ngục không? À, thấy chưa? Đấy, thế bảo thôi, đừng có gì chuông rỗng kêu to làm cái gì, cứ nhẹ nhàng mà tu. Ví dụ mình muốn gì, mình muốn phát nguyện là 100 ngày ăn chay và chuyên tu như thế, hoặc 21 ngày ăn chay chuyên tu như thế, mình cứ nhẹ nhàng lên phát nguyện trước ban Phật, ban thần linh gia tiên nhà mình thôi, đừng có nói cho ai biết. Hoặc là có xin với sư phụ với thầy tổ mình á, thì cũng xin nhẹ nhàng thầy chứng minh cho con á, con sẽ cố gắng á, trong 21 ngày con sẽ cố gắng để tu tập tinh tiến. Vì mình nói ra mà, mình nói ra càng nhiều người biết thế đó rồi, ma nó biết ngay, oan gia trái chủ nó biết ngay, thiên ma nó biết ngay, quỷ thần nó biết ngay. Rồi nó đến gì? Nó phá chúng ta. Oan gia thì đòi nợ chúng ta, ma thì chướng thì nó phá chúng ta. Mà thậm chí là ma ngay ở chính trong nội tâm mình thì nó cũng phá mình nữa, thử thách mình nữa. Đó. Cho nên đấy, phát nguyện 100 ngày ăn chay mới được ngày thứ 3 đau ruột thừa phải đi mổ cấp cứu. Đến là bác sĩ và con cháu nó mổ xong thì nó bảo là phải ăn gì? Ăn mặn mới có sức khỏe để truyền nước, để tiêm kháng sinh. Cho nên là gì? Ăn phải ăn. Ăn vào thì sợ phản bội cái lời phát nguyện, lời thề của mình. Vì vậy mà gì? Lại gọi điện hỏi thầy con có bị đọa địa ngục không? Đấy, khổ. Cho nên đấy, đây là cái kinh nghiệm. Các Phật tử chúng ta cứ nhẹ nhàng, cứ kín đáo để mà tu. Tu mà người ta không biết là mình tu thì đấy mới là cái người tu thật sự. Tu mà cứ hiển ra bên ngoài hết cho người ta thấy mình là người tu, đó chưa chắc là phải người tu tốt, chưa chắc đã phải là người tu tinh tiến đâu. Ai vừa tu xong á, xuống một cái là gọi điện cho bạn, alo, tôi vừa lên tụng kinh xuống à, xong được một tí rồi đến chiều lại à, đến chưa ăn cơm xong rồi, alo, à, tôi phát nguyện là ăn chay trường, hôm nay tôi đã ăn được 21 ngày rồi. À, thế là gì? Dễ chết lắm. Kệ, mình ăn chay trường, mình cứ lẳng lặng mình ăn chay trường. Mình một ngày lên 3 khóa lễ hay là 6 thời khóa lễ, mình cứ lẳng lặng mà lên thời khóa lễ. Chứ đừng có phải gọi điện cho ai mà khoe là tôi vừa tụng kinh xuống, khóa này là khóa thứ 5 rồi, còn một khóa lúc 9 giờ nữa là mới đi ngủ. Ý là gì? Gọi điện cho bạn là khoe một ngày, cho đồng tu một ngày tôi gì? 6 thời hành trì lễ niệm chẳng kém gì các sư tinh tiến gì xuất gia tu hành. Thế là dễ chết. Đó. Đấy, nói như thế để chúng ta thấy kinh nghiệm lúc gì tu tập, nếu không muốn gì các chướng duyên ma mị khảo đảo thì cứ phải lặng lẽ, nhẹ nhàng và kín đáo. Nhớ nhé, lặng lẽ mà làm, nhẹ nhàng mà làm và kín đáo mà làm. Đấy, lặng lẽ, nhẹ nhàng, kín đáo mà làm thì dễ vượt qua được những cái khảo đảo, những cái chướng duyên lớn do bên ngoài nó tác động. Rồi tổ nói tiếp, người xuất gia có 4 giai đoạn mà chướng duyên thường phát hiện là đây thì lúc nãy là thầy nói, còn bây giờ là xem tổ nói như thế nào. Lúc nãy là thầy nói là cũng có 4 giai đoạn, còn đây là tổ nói giai đoạn như thế nào. Khi cạo tóc là 1 này, lúc thọ giới là 2, lúc học kinh điển nhất là kinh điển Đại Thừa. Thế là lúc phát nguyện học kinh điển đó, phát nguyện gọi là đọc sách, đọc kinh đó. Phát nguyện, vì chúng ta phát nguyện tụng bộ kinh Địa Tạng 21 ngày, hay tụng kinh Pháp Hoa là kinh Vô Lượng Thọ 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày chẳng hạn. Đấy, đấy là gọi là phát nguyện gì? Học kinh điển, nhất là học kinh điển Đại Thừa. Và lúc gác bỏ mọi việc để tịnh tu, tức là như thầy nói là nhập thất, vân vân, thì cũng tương đồng đúng không? Tự nhiên thầy nói, thực sự thầy đọc cái quyển sách này lâu lắm rồi cũng không nhớ đâu. Lúc nãy là gì? Nói lại bằng cái kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm tu hành của mình thôi. Còn trước khi lên giảng cũng chẳng có thời gian mà xem lại sách nữa. Đấy, bây giờ quả lên giảng là gì? Đọc qua sách xong rồi để nói cho các quý vị thôi. Thì mà thấy thì đúng là mình cũng tương đồng với 4 giai đoạn. Những giai đoạn này, đó người xuất gia thì lúc cạo tóc, lúc vào chùa mới cạo tóc, lúc thọ giới, lúc học kinh điển Đại Thừa và lúc gác bỏ công việc để tĩnh tu, gọi là nhập thất đó. Thầy lúc nãy nói là lúc xuất gia, mới xuất gia cạo tóc,
Thứ hai là thọ giới sa di, thứ ba là thọ đại giới, và thứ tư là gì? Là tính tu. Có hơi khác một chút nhưng mà tiến trình thì nó cũng ở trong phạm vi đó thôi. Tổ dạy tiếp, có nhiều vị đã gieo sẵn duyên lành hoặc do sức cố gắng tinh tiến nên sẽ dễ dàng vượt qua ba giai đoạn trước, tức là tổ nói là giai đoạn vừa cạo tóc, giai đoạn thọ giới và giai đoạn học tập kinh điển đó. Bước sang giai đoạn thứ tư, nhưng đến khi tu hành tiến lên trình độ khá cao, tất khó tránh khỏi chướng duyên sinh ra. Như Hư Vân Thượng Nhân, tức là Hư Vân Lão Hòa Thượng đó, Hư Vân Đại Lão Hòa Thượng. Hư Vân Đại Lão Hòa Thượng ngày sống 120 tuổi, chủ thế 120 tuổi. Và Ngài được coi là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát của Phật giáo Trung Hoa. Tổ nói là như Hư Vân Thượng Nhân, một cao tăng cận đại, trong khi tinh tiến dụng công tham thiền, nghiệp chướng bỗng phát hiện, làm cho Ngài bị đui, điếc và câm trong 3 tuần nhật, tức là 21 ngày. Có một lần Thầy thì thường hay nghe là Hư Vân Niên Phổ. Ngài Hư Vân, Ngài kể lại câu chuyện cho các đệ tử của mình. Lúc còn trẻ, đang cái lúc cái giai đoạn tinh tiến tu hành, có một lần Ngài phát nguyện nhập thất tinh chuyên tu. Thì bắt đầu phát nguyện nhập thất chuyên tu một cái thì Ngài bị bệnh rất là nặng. Bệnh nặng đến nỗi là gì? Là mù cả hai mắt, không nhìn thấy cái gì. Tai thì điếc, không nghe thấy cái gì. Đó, mắt thì mù, tai thì điếc, còn miệng thì không nói được. 21 ngày như vậy, ốm đến cái nỗi là mắt không thấy gì, tai không nghe gì và miệng không nói gì. Mình gọi là cấm khẩu đó, không nói được gì luôn. Câm, điếc và mù. Ba cái giác quan là mắt này, điếc là tai này, và miệng, lưỡi là gì? Không nói được. Ba giác quan, mắt, tai và lưỡi. Còn thân thể thì gì? Yếu đến nỗi là gì? Là húp cháo không được nữa. Mà người ta may là có cái người thị giả đi cùng Ngài là bón từng gì? Thìa cháo loãng vào cho Ngài. Thế còn tự mình không ăn được nữa. 21 ngày như vậy thì dần dần thì mới chướng duyên nó mới qua, thân thể mới khỏe mạnh trở lại bình thường. Đấy, chúng ta thấy đến như bậc gọi là Bồ Tát tái lai, xuất hiện ở thế gian để giáo hóa phổ độ quần sinh mà còn gì gặp những chướng duyên như thế. Và đặc biệt là sau này khi mà Nhật đánh phá Trung Quốc, chúng ta thấy cuộc đời của Ngài cũng ba chìm bảy nổi, chín cái lênh đênh, khổ lắm. Hoàng Pháp như vậy, lúc còn triều đại nhà Thanh thì cũng bị oan uất, bị những quan tham là gì? Kết cấu với những vị tăng ni phá giới trục lợi, bắt nhốt Ngài gì? Hơn 4 năm trời ở trong tù. Mà hơn 4 năm trời trong tù thì Ngài lại giáo hóa cho được rất nhiều người tù này, lại quy y Tam Bảo và tu tập ở trong tù. Đấy gọi là vào địa ngục để giáo hóa chúng sinh đấy các quý vị. Chứ không phải là bình thường người phàm phu chúng ta hiểu được đâu. Và sau đó thì nhà Thanh mất thì chế độ khác lên nắm quyền ở Trung Quốc. Thì Ngài lại vì phe phái, lúc đó nó nhiều phe phái. Cho nên phe này quý Ngài thì phe khác lại bảo là Ngài là phản động. Cho nên Ngài đi đâu cũng khổ. Đến khi mà Nhật vào đánh chiếm Trung Quốc á, thì Nhật lại bảo là gì? Ngài là theo phe gì? Theo phe Cộng sản Trung Quốc. Cho nên là lính Nhật nó đến nó đánh Ngài cũng thừa sống thiếu chết. Đến khi mà Nhật rút hết đi á, Trung Quốc, Cộng sản Trung Quốc á, bây giờ đó thì lúc bấy giờ á, thì lên nắm quyền thì lại bảo là Ngài là gì? Ngài là theo cái chế độ cũ, theo cái thời vua nhà Thanh á, theo Hoàng hậu á, Thảo Hoàng Thái hậu á, hình như là Từ Hy Thái hậu thì phải đấy. Lại bảo là Ngài theo gì? Chế độ cũ. Cho nên cũng o bế và đánh đập Ngài đến
thừa sống thiếu chết đến cả gì mấy ngày ở trong cái hầm tối. Thế đấy. Nhưng mà Ngài vẫn gì an nhẫn chịu đựng để hoằng pháp lợi sinh. À, cho nên ở đây mới nói thì Ngài là một bậc cao tăng đích thực. Vào thế gian này vào lúc đất nước quốc gia loạn lạc, tâm tính của chúng sinh thì cang cường khác gì thiên ma, khác gì quỷ thần ma đâu. Cho nên Ngài bước vào thế giới trong cái lúc loạn lạc như vậy để giáo hóa độ sinh cực kỳ là gì? Là khó. Vì vậy mà Ngài cũng phải thể hiện là khổ cực về trăm chiều về thân tâm vậy. Ở đây nói là gì? Ngài nói là duyệt qua chuyện cũ, bút giả nhớ một vị họ Tô cất am riêng tu ở chỗ thanh vắng tham thiền, đem một người theo giúp việc. Ban sơ, ông tập ngồi từ 1-2 giờ rồi dần dần tăng tiến, có thể 3 ngày đêm luôn ở trong định. Chúng ta thấy không? Cụ nói là một ông họ Tô đem theo một người hầu, một người thị giả giúp việc và để đi vào sâu trong núi để lập am để chuyên tu. Lúc đầu thì ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ, sau thì ngồi một lúc cả 3 ngày 3 đêm không ăn không uống gì, thường là tâm thường là nhập định. Các vị bây giờ cứ thử ngồi thiền được 3 tiếng đồng hồ, thầy đã bái phục rồi. Ngồi nghe giảng như thế này 3 tiếng đồng hồ có thể chúng ta ngồi được, nhưng ngồi thử ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ mà xem khó lắm, phải có sự tập luyện lâu dài, mày phải có ý chí kiên cường mãnh liệt mới vượt qua được. Vì thường là chỉ qua 30 phút hoặc 1 tiếng đồng hồ là nó đau. Nó đau gì? Đau chân, đau như là muốn khóc, đau như là có ai gì, có ai đập nát cái đôi chân của mình nhé. Và lúc đó chúng ta chỉ mong muốn là gì? Bỏ nó xuống thật thật nhanh mà thôi. Mà thường ngồi thiền thì nghĩa là thường ngồi kiết gì? Kiết giả, thì ít người ngồi bán giả. Ngồi thiền là đa số là người khi mà ngồi thiền tu hành một thời gian lâu rồi, đến giai đoạn nhập thất tinh tu này rồi thì thường gần như 100% họ toàn ngồi kiết giả. Đó, mà ngồi kiết già thì lúc đầu thì chưa quen thì đau chân lắm. Thầy ngày xưa thì thường hay ngồi ngồi lâu lắm thì cũng khoảng 3 tiếng đồng hồ hoặc hơn chút xíu thôi. Còn bình thường thì 1 tiếng hơn tiếng là xả thiền lại đi kinh hành lại các thứ vân vân. À, bây giờ lâu ngày không ngồi rồi, bây giờ ngồi 15 phút là gì? Là đau lắm rồi. Nếu bây giờ mà ngồi thiền trở lại là phải gì? Là phải tập. Bây giờ thì việc nó nhiều thì cứ niệm Phật. À, thôi lấy pháp niệm Phật là gì? Là chính hạnh. Còn thiền thì gọi là trợ hạnh nữa thôi. Ngày xưa thì thầy là thiền là chính hạnh, niệm Phật là trợ hạnh. Nhưng bây giờ thì niệm Phật là chính hạnh, còn thiền là gì? Là trợ hạnh. Trợ tức là trợ duyên, là thỉnh thoảng thì rảnh rảnh hay là cần phải tĩnh tâm để ngồi để nghĩ về quán tưởng một cái gì đó để công việc cho nó tốt đẹp hơn đó, thì ngồi tĩnh tọa khoảng độ 30 phút hoặc tiếng đồng hồ. Đặc biệt là lúc ốm đau á, thì mới hay ngồi trở lại. Còn khỏe như thế này thì các vị biết có cái lúc nào đâu. Trước khi lên giảng cho các vị này ngồi đánh máy tét cả mắt ra, chuẩn bị cho công việc ngày mai, rà soát lại ai đến dự, ai không đến dự. Đấy, bình thường ra có một số các quý thầy người ta làm cán bộ là người ta chỉ có việc ký hoặc kiểu việc đến để chỉ đạo thôi. Nhưng mình làm cán bộ thì thôi, cán bộ như mình thì chắc chả ai muốn làm. Cán bộ lo từ A đến Z, từ cái văn bản giấy tờ cho đến gì? Nói chung là từ A đến Z. Vì sao? Vì mình cũng hay kỹ tính quá, khắt khe, kỹ tính. Cũng muốn cầu toàn cho nên là sợ rằng để người ta làm nó không ưng. Ví dụ như mấy vị văn phòng, phó văn phòng các để cho các vị làm chẳng hạn, gửi cái văn bản này mình thấy không ưng, trình lên các cụ sợ các cụ mắng cho. Thế lại phải gì? Lại đi mà thôi, làm một lần không được, tôi làm cho nó nhanh. Đi sửa lại văn của các vị, có khi tôi ngồi tuét cả mắt ra còn sửa cả nửa buổi chả được, thì tôi ngồi tôi viết tiếng 2 tiếng đồng hồ cho nó xong. Đấy, kiểu nó thế. Cho nên chính vì thế cho nên mình mới gì? Mới khổ. Còn người khác thì thôi chúng mày có thế nào tao dùng thế, mày trình nào tao ký thế, tội nợ gì đâu, kiểu thế. Người ta nôm na người ta thì
xề xòa như thế thì người ta đỡ khổ, đỡ vất vả. Mình thì cứ kỹ quá lắm khi thì là vất ở chỗ đó. Nhưng mà thôi thì cũng phải rèn luyện cái đức tính đấy. Thầy nghĩ là chúng ta cũng phải rèn cái đức tính ấy. Cũng phải kín đáo kỹ càng một chút thì mới được. Còn chúng ta cái gì cũng xề xòa đi, đặc biệt là công việc hành chính. Mà chúng ta làm nó qua loa mà nó sai đến lúc đó là xin lỗi trước mặt đại chúng, trước mặt mọi người thì xấu hổ lắm, mệt lắm. Đó. Thôi trở lại bài đang nói gì? Đang nói là một ông họ Tô, ông cư sĩ họ Tô thiền định 2-3 ngày trời. Y không biết đó là trạng thái gì, sâu màu của thiền định, lầm tưởng là cư sĩ đã chết, liền đem ông đi chôn sống luôn. Chúng ta thấy không? Ông cư sĩ họ Tô mang theo một người hầu, tức là người giúp việc trong nhà mình đó, đi vào núi để gì? Để ẩn cư, để tu hành. Anh đi ẩn cư mà anh còn đeo theo người hầu thì mới chết. Cho nên lúc đầu thì bình thường thì ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ thì không sao. Xong đến ngồi một lúc đấy là 3 ngày. Thế cái thằng người hầu nó thì nó gọi không thấy chủ dậy. Nó bảo nó lay cũng thấy gì, không thấy cửa quậy gì nữa. Mà cái khi mà người nhập vào cái thiền định sâu á thì thường cái hơi thở nó rất là nhẹ, chỉ có dùng cái sợi tóc cho vào mũi này mới thấy cái gì, mới thấy cái sợi tóc nó bay ra bay vào thì mới biết là vị còn sống thôi. Đấy, người thế gian họ nhìn họ không phát hiện ra, nhưng còn người tu như các quý thầy nhìn một cái là biết ngay họ đang nhập định hay là họ đã chết rồi, hay là xả báo an tường thị tỉnh rồi, vân vân. Nhưng mà đấy, người phàm thế gian họ thấy như thế, họ thấy gọi không thấy thưa, lung lay không thấy gì, động đậy gì cả. Vì ở trong trạng thái gì, thân tâm thì gì, nó đã an trú vào cái nơi thiền định ở cảnh giới khác mà. Còn một cái thân thì nó ngồi chơi chơi như thế thôi. Hơi ấm nó cũng chỉ còn có chút xíu thôi. Nó không sờ vào, nó không ấm như người bình thường nữa, mà sờ vào chúng ta nghe lạnh toát như là thây ma. Vì hơi ấm lúc đó nó còn rất ít, nó còn vi tế ở bên trong lục phủ ngũ tạng, ở trong tim nó thì nó đập rất là nhẹ. Cho nên hơi thở nó như là hơi thở của con rùa ấy mà. Đấy. Vì vậy mà cái người hầu này nó tưởng là gì? Là chủ của nó đã chết, nó đem gì? Chôn luôn. Đem chôn luôn, tức là chôn sống ông chủ của mình. Đấy, đây là gì? Đây chính là gì? Chướng duyên khảo đạo. Trong đoạn đường tu của gì? Các hành giả chúng ta. Rồi lại có, tổ lại kể một câu chuyện nữa. Rồi lại có một vị tăng tu tịnh độ. Nãy thì kể một câu chuyện về cư sĩ, bây giờ một vị tăng chuyên tu về tịnh độ, niệm Phật mỗi ngày đêm đến 10 muôn câu, tức là 10 vạn gì? 10 vạn câu Phật hiệu đó, 10 muôn câu tức là 10 vạn câu Phật hiệu. Do công đức niệm Phật, chỗ đất của sư đi đều hóa ra sắc vàng ròng, đều ra hóa và hóa ra cái màu vàng, hóa ra cái màu. Có cái sư đi kinh hành á, trên cái bước đường, cái chỗ của sư đi á, đi đến đâu thì cái đất của dưới chân của vị này á, đều biến thành gì? Thành vàng ròng. Chúng ta tu được như thế thì khủng khiếp chưa? Quá khủng khiếp còn gì nữa. Tu như vậy là quá gì? Quá là tinh tiến, quá là dũng mãnh và quá là công đức. Đi niệm Phật kinh hành mà đất mình đi đến đâu á, cái lối đi của ngài đi kinh hành á, đất biến thành gì? Thành màu vàng. Đất biến thành màu vàng. Giống như quái Tây Phương nói là quái đất bằng vậy, bằng gì? Bằng vàng ròng. Đấy, thì ngài đi định lực như thế, công đức thủ thắng như thế. Đấy, người bình thường chúng ta tu thì bao giờ cho được như thế. Chúng ta đi kinh hành có cái mỏi trùng chân, mỏi gối, vẫn đất nó vẫn gì? Vẫn là đất. Nhưng mà đây là một vị tăng niệm Phật chuyên tu thì đi đến đâu thì đất nơi đó biến thành màu vàng. Màu vàng ròng luôn. Một hôm có người nạn nhân đến xin tá túc, tức là có một người nạn nhân, một người nạn nhân ở đây, chắc là một cái người này họ bị tai nạn, hay là đi rừng đi núi, hay bị tai nạn, hay bị lạc, hay bị gì đó, đây gọi là nạn nhân, tôi cũng không nói rõ, để đến xin tá túc ở nơi cái tịnh thất của sư ở trên núi.
Thế thì sư nhìn người ấy rồi nói riêng với thị giả, tức là sư bảo ông thị giả như thế này này: gã này có tướng đạo tặc, nương ngươi nên cho y ăn no rồi hãy bảo ra khỏi nơi đây. Tức là cái vị sư kia bảo với cái vị thầy kia bảo với thị giả của mình ấy, cái vị đến xin ta túc đó có cái tướng đạo tặc, tức là tướng gì? Đạo tặc tức là tên ăn gì, tướng ăn gì, giống như tên ăn gì, ăn trộm, giống như tên kẻ trộm kẻ cắp ấy, nhìn nó bặm trợn, nhìn nó không có cái sự đĩnh đạc hay là cái phong cách của người bình thường, mà nhìn như là một cái thằng đầu trộm đuôi cướp ấy, đại khái thế. Cho nên sư mới bảo với thị giả, cái đệ tử của mình là: thôi cho ăn xong rồi cho đi, đuổi đi, đừng có cho ở lại ở trong chùa. Đấy, ông đạo nhỏ, tức là gì? Chú tiểu á, người hầu đó, người giúp việc đó, cho hộ và hộ thất cho sư đó. À, nói nôm na là chú tiểu cho dễ hiểu đi. Nói ông đạo nhỏ đó là tiếng miền Nam các cụ người xưa nói. Mình nói chú tiểu vì lòng thương xót, thấy người kia nài nỉ mãi, lưu luyến chưa nỡ đuổi. Tức cái vị kia chắc nó kể khó, kể khổ ấy. Là gia đình con như thế này nọ, thế kia con đang như này nọ kia với xê đấy. Thì chú tiểu mới mủi lòng, nghĩ là người tu là phải gì? Từ bi hỷ xả, cứu độ chúng sinh. À, sư phụ thì nhập thất là bậc tu cao rồi, thôi thì cho người ta ở ngoài này, người ta ở mình một vài hôm được. Đại khái kiểu nó như thế. Cho nên chú tiểu thấy người ta nài nỉ thì lại thương xót và không nỡ đuổi đi. Quả nhiên ít hôm sau, người ấy nửa đêm lén vào phòng sư, lén vào phòng của thầy chú tiểu ấy, bẻ gãy chân tay rồi giết chết ông, trộm một ít đồ trong am rồi bỏ đi luôn. Ta thấy không? Bẻ gãy chân, gãy tay của vị sư, bẻ gãy chân, gãy tay, tức là đập gãy chân, đập gãy tay, rồi còn giết sư để trộm một số cái đồ lặt vặt ở trong cái thất. Chúng ta biết cái tịnh thất của người chuyên tu ở trong rừng thì có cái gì đâu, chả có cái gì quý giá cao cả. Ba y một bình bát, gậy tích trượng là cùng, có gì. Chẳng nhẽ đi nhập thất rồi người ta còn mang theo tiền, theo vàng để trong đấy gì nữa. Người ta đã buông hết để đi nhập thất cầu một đời giải thoát rồi, ai mang theo tiền tài của cải vàng bạc vào trong núi sâu rừng thẳm để làm cái gì nữa. Nhưng mà vì cái gì? Cái gọi là cái nghiệp khảo đảo. Do cái gì? Nợ oan gia kiếp trước. À, cho nên vị này khi nhập thất rồi, niệm Phật mà đạt đến cái cảnh giới gọi là đi đến đâu đất biến thành vàng ròng đến đấy. Nhưng vì chú tiểu thì thương cái kẻ đầu trộm mà đuôi cướp đến xin ngủ nhờ cho nó ở thêm mấy hôm, đêm đến nó lét lẻn vào nó giết thầy mình mất. Đấy, cho nên ngay ở chùa này cũng thế, có một vài trường hợp đến phòng thông tin trình lên thầy là cho xin ở chùa, thầy nhất định không cho luôn. Nhìn cái mặt mũi không có bảo hành mà cái là không cho luôn. Không thật mà, ôi thầy nhìn người thì cũng không được 100%, nhưng cũng 80-90% thì cũng khá là chuẩn. Ngày xưa đi học thầy cũng còn học cả về nhân tướng học. Ngày xưa đi học chịu khó học lắm. Học cả những cái ngoài những cái Phật giáo ra mà cái gì hay hay mà xã hội ở thế gian như là phong thủy này, nhân tướng học này, rồi cả học cả kinh dịch này, học cả về toán số này, vân vân. Ôi chịu khó cắp sách đi học thêm lắm. Vì nghĩ rằng sau này mình không biết những cái đó thì mình sẽ không giáo hóa được cho các Phật tử của mình đi đúng con đường chính đạo. Không phải là mình học để mình làm. Học nhưng có làm đâu. Duy nhất có cái phong thủy thì phương tiện để giúp đỡ cho mọi người, còn xem dịch rồi tướng số rồi vân vân cái đó, tử vi vân vân cũng đi học đấy nhá. Nhưng mà không làm cái đó cho ai. Lâu lâu mình bỏ nó đi thì nó cũng quên hết. Còn ngày xưa thì cũng đi học. Đấy, ở đây chúng ta thấy rồi. Những cái trường hợp nó đến chùa mà chúng ta thì là trụ trì hay là người có cái nhiệm vụ ở trong chùa mà không tỉnh táo, ai đến
cũng bảo cho ở chùa thì không được. Đấy, lần trước có một vài trường hợp là nữ ấy, đến ở chùa mà thầy kiên quyết thầy đuổi. Vì sao thầy đuổi? Thầy nhìn mặt không có bảo hành cho nên thầy đuổi không cho ở. Thế là mấy vị trông nom ở phòng chi khách thông tin nhà mình nhé, thì cứ lên cứ bạch thầy, thôi thầy thương gia đình cô ấy có một mình, mà cô ấy nhất tâm là gì? Hướng Phật. Gia đình chẳng còn ai nữa, vợ chồng thì bỏ nhau, con thì nó không nhận mẹ, cho nên cô ấy khổ lắm. Bây giờ cô mới chỉ còn có duy nhất là gì? Là tìm đến chùa. Mà cô ấy rất là gì? Thích ở chùa nhà mình. Thầy bảo thôi, bảo người ta muốn ở chùa đi chùa nào mà tu thì ở đây thì không nhận người lớn tuổi. Mình nói tế nhị như thế, nhưng đệ tử mình nó không hiểu, thế chẳng nhẽ mình phải nói toẹt ra. Nói thế nó không hiểu, nó cứ lằng nhằng nó xin. Xin thì nếu mà mình lúc đó nó xin nhiều quá mà mình bảo cứ bảo không ấy, thì nó lại bảo cái ông thầy trụ trì này không có lòng từ bi. Cho nên thôi mình vậy bạn, thôi thì mình chẳng nói gì nữa, bảo thôi kệ các bác làm thế nào để làm. Thế người ta ở cho mấy tuần thì là người, thôi khóa tu này này, các vị biết thế nào? Mới phát hiện ra là ả vào chùa để là móc túi, chứ có phải là chồng bỏ hay là con đuổi đâu. Nó ả vào chùa để ả gì? Lợi dụng niềm tin của nhà chùa để gì? Để móc túi các Phật tử. Đấy, tin người quá. Lắm khi không biết nhìn người là gì, người ta lợi dụng là mệt lắm. Rồi mấy chuyện như thầy kể đấy, sư ông Tâm nhà mình này, người ta đến người ta bảo bạch sư ông là con bạch với thầy rồi. Hôm nay là có nhóm các thầy trong miền Nam ra làm lễ phóng sinh ở trên thị xã Sơn Tây là gì? Phóng sinh nhiều lắm. Cho nên nhưng mà chúng con lại ở cái mảng truyền thông của thầy như là quên mang theo gì? Máy ảnh và máy quay, rồi pháp khí, tàn lọng, rồi chuông mõ các thứ ABC. Nếu người ta vào người ta chỉ hỏi mình máy quay hay là gì? Hay máy ảnh thì các sư có thể nghi ngờ. Là quên mang theo gì? Pháp khí, rồi chuông, rồi mõ, rồi tàn lọng để đi rước các cụ. Ôi trời, nghe ngọt lành. Thế là thôi, lọng cũng cho người ta, chuông mõ khánh cũng mang cho người ta, rồi máy quay cũng cho người ta, máy ảnh cũng cho người ta. Đợi đến gì? Đến quá giờ trưa, đến đầu giờ chiều mà chẳng thấy đâu. Gọi điện thì ỏ ý e, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Đến tối gọi nó cũng chẳng thấy đâu. Thế là mất hút con mẹ hàng lươn. Đến hôm sau mới lên báo cáo với thầy, và như thế thầy mới mắng cho thầy bảo các bác ấy còn non và xanh lắm. Đấy, lần trước đã để cho người ta lừa gì? Lừa vào đánh mối ở thất của thầy rồi. Ai thầy đi đánh mối bao giờ đâu. Các bác phải hiểu cái điều đó, người ta vào nó lừa cho đi đánh mối. Cái ngày đó mất, từ cái năm đó mà mất thì mất mấy chục triệu tiền đánh mối, từ cái năm mà thầy còn đang đi học á, hình như là 2004 hay 2005 gì đó. Mấy chục triệu ngày đó là xây được cả cái nhà năm gian con dưới các vãi ở trước cửa bếp ra rồi đấy. Ôi trời ơi, về mà vừa tiếc của, vừa giận tiểu của mình. Nó lành đến nỗi mà người ta bảo con gọi cho thầy rồi, thầy bảo chúng con vào để đánh mối. Nó vào nó làm nhanh nhanh nhóng chóng xong, nó vào đưa tiền cho nó. Thì chắc nó biết là tiền ở nhà có tiền rồi sao, thế là tiểu cũng chả gọi gì cho thầy nữa. Thế mang tiền đưa cho người ta thôi. Đau thế chứ lại. Đấy, gọi là tin người mà là cái tốt. Nhưng mà tin nó phải đặt đúng nơi, đúng chỗ, phải có trí tuệ. Tin mà không có trí tuệ là gì? Là hỏng. Chúng ta ở thế gian cũng thế, chơi bời với bạn bè, kết giao với người thân, đặc biệt là chung nhau hùn vốn để làm ăn á, góp vốn làm ăn á. Tin bạn có khi gì? Mất nhà đấy. Ngày xưa người ta tin bạn bạn mất vợ, bây giờ tin bạn là mất nhà. Mà nhà chẳng còn mà ở thì có khi vợ nó cũng bỏ mình nó đi luôn. Đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta nói thế thôi. Thầy kể câu chuyện các sư ở trong chùa. Đây là câu chuyện thật trong chùa nhà mình. Chúng ta nghe cho nó sinh động. Còn chúng ta ở ngoài đừng có cười các sư. Có khi mình cũng bị người ta lừa cho mà mình chẳng biết. Ôm một cái cục đau mà mình có khi chuẩn bị đau đến nơi rồi cũng chẳng hay.
vài bữa nữa về mới thấy, ôi dồi ôi, sao thầy nói đúng thế. Cái trường hợp này lúc đầu nó khéo thế mà bây giờ sao nó lật mặt như là gì? Nó lật mặt nhanh thế chứ. Đấy, kiểu thế. Xã hội mà, nhiều những cái trường hợp như thế lắm, chúng ta cũng cần phải cẩn thận. Cho nên thương người là tốt, đi tu từ bi hỷ xả, thương người là tốt, thương vật là tốt. Nhưng mà thương nó cũng phải gì? Có trí tuệ. Đấy. Rồi mấy năm trước khi mà ở trên, có thể còn ở trên Tản Viên đó, có hai cái đứa thanh niên, hai cái chú thanh niên, nó khoảng trên dưới 30 tuổi gì đó. Bên ngoài quần áo ấy, thì nó mặc thì nhìn rất là gì? Là Phật tử đi chùa. À, mặc rất Phật tử đi chùa, tức là mặc quần áo gì? Quần áo nâu. Nhưng mà nó vạch tay lên một cái, thầy thấy cái tay gì? Xăm sổ rồng phượng đầy mình. Mà 9 giờ đêm nó mới lên nó đòi ngủ nhờ. 9 giờ đêm ở trên núi thì ngày đó thì đường thì nó còn chưa phải đường nhựa, nhưng mà ngày đấy đường đất thôi, ngày đấy còn mới. 9 giờ đêm người ta hai người đi lên đòi ngủ nhờ mà lại đi bộ. À, thì mình phải nghi. À, may hôm đó thì cũng có phải hơn chục người thợ ở đó, có mấy thầy trò nữa, 3-4 thầy trò và hơn chục người thợ ở đó lên xin ngủ nhờ ở đó. Thấy mặc quần áo nâu, các chú ở đâu đến, bảo thế, bảo nó bảo chúng con đi từ đâu đến, lâu mình không nhớ là nói từ đâu đến, nhưng đại khái nó nói đi công việc ABC gì đó, nghe tin là trên này có chùa cho nên chúng con đi lên, bây giờ khuya quá rồi xin thầy cho chúng con ngủ trên này. Mình nhìn thì mình nhắc trông qua, chắc chắn hai trường hợp này không nghiện ngập thì cũng là gì? Cũng là trốn tránh pháp luật gì đó. Tinh lắm, mình là cái đấy là nhìn tinh lắm. Thế là gọi điện cho ông trưởng công an xã, có hai trường hợp như thế này. Thì các bác bảo nghĩ thầy phải làm thế nào? Bác có lên được không? Bác bảo, ôi thầy ơi, bây giờ thì 9 giờ, hơn 9 giờ, gần 10 giờ đêm rồi mà thầy còn bảo chúng con đi bộ lên đây thì chết. Ngày đấy đường đấy chưa có đường ô tô. Cái đường đấy mà hôm đó lại mưa nữa, không đi được xe máy lên đâu. Cho bây giờ thầy bảo chúng con đi bộ lên đấy thì chắc cả đêm nay con không ngủ được. Thôi thầy, tốt nhất là thầy cho nó xuống đi, đừng có nói cho nó ở trên đấy. Thầy bác trưởng công an xã bác tư vấn như thế. Xong thầy ra, thầy bảo mấy chú thợ bảo là nhất định thôi, chùa ở trên này là đang xây dựng các thứ, chưa có chỗ ở cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là công an thì về hộ tịch hộ khẩu là tất cả những người ở trên này đều phải tạm trú tạm vắng. Bây giờ đêm hôm các chú đến như này thầy không tạm trú tạm vắng kịp cho nên là mời các chú xuống. Các vị biết không? Nói mãi nó mới xuống. Sáng hôm sau, mấy anh em công an huyện, cái đội hình sự ấy, đi lên đưa cái ảnh, cái trường hợp truy nã, đúng hai cái tên này luôn. May cho mình luôn, cái hôm đấy ở có khi nó giống như cái trường hợp này thì chết toi. Giống trường hợp cái lúc nãy này này, đêm nó bẻ gãy hai chân, nó đập bẻ gãy hai tay, thầy nó đem nó chôn thầy xuống dưới giếng Quan Âm thì chết toi. Đấy, may mình tỉnh. Các chú thợ bảo có cái chú thợ, chú ra, chú không phải chú thợ, con của chú thợ, nhưng mà thợ là con của bà Vãi, tức là chú Tuấn, con của bà Nhật đó, Vãi Nhật đó. Ra cứ bảo thôi thầy cho người ta ở 9 giờ 10 giờ đêm rồi, lên đi lên đây 2 tiếng đồng hồ đi bộ lên đây, thầy thương người ta để cho người ta ở. May hôm đấy mình không nghe, chết. Hôm sau khoảng 9-10 giờ sáng hôm sau, chắc là anh em công an người ta nắm được cái tin là có người lên, hỏi, giơ ảnh ra, mình bảo thôi đúng rồi, tối hôm qua là hai người này lên đây. Đấy. Cho nên chúng ta cũng phải gì? Tỉnh táo ở cái chỗ đó, đặc biệt là ở nhà. Các Phật tử chúng ta ở nhà một mình nhé, trong nhà cho con, cho cháu, đặc biệt là nhà có điều kiện kinh tế. Ví dụ trong nhà, trong cửa có nhiều cái đồ quý á, cái lọ quý hay là thậm chí là cái két, cái hòm, cái giếng, cái đồ quý ở trong nhà nhiều á, mà vợ chồng con cái, con trai con gái, con dâu con rể chúng ta đi làm vắng á, có mình chúng ta ở nhà, mình hai cụ hay hai ông bà, hay là một ông hay là một bà ở nhà với mấy đứa cháu nhỏ á, thấy người lạ đến bảo là đưa cái này cái nọ cho người nhà nhà mình, cũng chớ có dại gì mà mở cửa. Mà có mở cửa thì cũng phải gì? Cẩn thận, không mình già nó xô một cái là gì? Thôi gì nữa,
nó gõ cho một cái thì xôi gì nữa, và nó lấy gì thì lấy. Cái trường hợp đấy mấy năm trước cũng đọc cái tờ báo trong thành phố Hồ Chí Minh cũng thế đấy, hai ông bà già ở nhà với hai đứa cháu, nó đến nó gõ cửa, nó bảo là gì? Con trai của ông mà nó điều tra thật kỹ nhé, con trai tên là gì, làm ở cơ quan nào, vân vân, và thường hay đi vào giờ nào vân vân. Đến nó đến nó bảo là con trai của cụ dặn cháu về, cháu là trợ lý, dặn cháu về là lấy cái đồ này cho chú ấy. Nói như thế là nó nói con trai tên là gì, cháu là trợ lý, vân vân, các thứ đó, tin quá gì nữa. Mở cửa cho nó vào, cuối cùng nó trói ông, trói bà, trói cả hai đứa nhỏ lại. Nó lấy sạch đồ ở trong nhà. Đây là câu chuyện mấy năm trước thì đọc cái câu chuyện đó. Thôi tiện đây này kể lại luôn cho các cụ Phật tử chúng ta gì? Cảnh giác. Không chỉ các cụ Phật tử đâu mà các Phật tử chúng ta, cho dù trẻ thì trẻ, nhưng ở nhà mà có một mình hay vài người mà thấy cái đối tượng nào mà nghi nghi không phải người quen đó, đến thì cũng phải cảnh giác. Đặc biệt là bây giờ họ lừa đảo rất là nhiều. Các Phật tử chúng ta mà có tài khoản, mà có chút tiền trong tài khoản đấy mà, đấy, gửi ngân hàng mà có trong tài khoản đó, nghe ai người ta gọi điện đến, người ta bảo chúng tôi là công an hay là nhân viên ngân hàng, kiểm tra các thứ này nọ kia. Xong rồi chúng ta, người ta bảo hướng dẫn bấm vào cái số này để hướng dẫn, để làm hướng dẫn người ta. Xong được một tí thì mất tiền không đấy. Cái này dạo này báo chí rồi công an xã rồi công an thị xã thì thông báo suốt ngày ấy. Hà Nội, công an Hà Nội rồi các nơi là thông báo suốt ngày. Trải qua một thời gian mấy năm dịch bệnh đó các vị, nó khó khăn, cho nên bây giờ những cái kẻ trộm các thứ, kẻ cắp, những kẻ ấy nó nổi lên rất là nhiều. Tiện đây cũng nói thêm các Phật tử chúng ta lưu ý. Rồi tổ kể một câu chuyện nữa. Đây tổ nói là gì? Hai trường hợp trên cổ đức bình luận cho là sức định nghiệp và không thể tránh khỏi. Tức là câu chuyện mà ông đệ tử cho người ta ở nhờ và người ta giết thầy á, còn mà ông thì gì? Cư sĩ thì cho người hầu đi theo về bị ngồi thiền nhập định thì người hầu tưởng chết đem chôn sống á. Đấy nói là đấy là tổ nói thì các bậc cổ đức cho là cho định nghiệp khó có thể tránh khỏi được. Người tu có ba chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Đấy là ba chướng của người tu là nghiệp chướng, là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Mà sức nghiệp chướng lại nặng nề, nguy hiểm hơn hai chướng kia. Trong ba chướng là phiền não và nghiệp và báo đó, thì nghiệp chướng là nặng nề nhất trong hơn hai chướng kia. Nhưng tại sao khi chưa tu thì nó chẳng có chi? Đến lúc tu hành càng cao lại thường gặp nhiều chướng nạn. Thế tổ đưa ra một câu hỏi như thế. Tức là khi chưa tu thì chẳng thấy cái chướng chi nó đến cả. Còn khi tu thì thấy gì? Rất nhiều chướng nó gì? Nó đến. Thì ở đây tổ lại trả lời tiếp luôn là gì? Đó cũng bởi chúng ta là phàm phu thời mạt pháp, cố nhiên phần đông chướng duyên đều nặng. Đấy, tổ nói là chúng ta là thời người tu thời mạt pháp, phần đông đều là gì? Cái chướng duyên rất là nặng nề. Không chỉ một chướng duyên đâu mà cả gì? Phiền não chướng và cả báo chướng chúng ta cũng đều nặng cả. Cho nên chúng ta mới hay gặp nhiều những cái chướng duyên như thế trong giai đoạn tu hành nước rút rồi là quyết định vãng sinh hay là quyết định giải thoát vậy. Tổ nói tiếp, nếu chúng ta nhẹ nghiệp, tất đã sinh vào thời tượng pháp hoặc thời chính pháp rồi. Đây là lời giải thích của tổ. Nói là nếu chúng ta nhẹ nghiệp thì chúng ta được sinh vào cái thời chính pháp hoặc thời tượng pháp, đâu có phải sinh vào thời mạt pháp như chúng ta bây giờ nữa đâu. Đó. Nhưng không phải do tu hành nên phát sinh ra chướng nạn, mà đó là gì? Là sức chuyển nghiệp, chuyển quả báo nặng thành quả báo nhẹ, chuyển quả báo đời sau thành quả báo hiện tại. Đấy. Qua đây chúng ta thấy tổ cũng khuyên chúng ta không phải lo lắng là khi chúng ta tu thì cái nghiệp nó đến. Chúng ta lo lắng, chúng ta bỏ đạo, chúng ta bỏ tu thì gì? Là chúng ta thoái thất tâm Bồ Đề rồi. Vì vậy ở đây tổ dạy chúng ta gì? Chúng ta đừng có lo. Đừng có lo khi tu là sinh ra các chướng nạn.
Mà chúng ta phải biết rằng gì? Đó chính là sức chuyển nghiệp vậy. Giống như chúng ta thì trước đây nghèo khổ đi vay nợ hàng xóm, họ hàng. Bây giờ làm ăn có của ăn của để rồi phải đem tiền đi mà trả gì? Trả nợ hàng xóm, họ hàng, đơn giản vậy thôi. Thì đây cái sức chuyển nghiệp của chúng ta như vậy cũng như thế. Từ vô thỉ kiếp chúng ta gieo nghiệp, nay chúng ta tu hành có chút công đức rồi, tổ nói gì? Chuyển nghiệp, tức là gì? Chuyển quả báo nặng thành quả báo nhẹ. Đáng lẽ chúng ta phải đọa A Tỳ địa ngục hay cái 18 tầng địa ngục cả. Nhưng mà chúng ta chuyển thành gì? Cái quả báo nhẹ chỉ là ốm đau bệnh tật hay là mất chút của cải. Hoặc là mất chút tiếng tâm vậy thôi. Người ta đến vu oan giáo họa cho mình, người ta đến người ta chửi, người ta bắn, người ta đánh mình, chịu đau chịu nhục một tí. Đó là chuyển quả báo gì? Nặng. Có thể đọa A Tỳ địa ngục trở thành gì? Quả báo nhẹ hiện tại chúng ta phải gánh này. Hoặc là chuyển quả báo đời sau thành quả báo hiện tại. Đáng nhẽ đời sau chúng ta có thể làm thân trâu ngựa để trả nợ, nhưng chuyển thành quả báo đời này là chúng ta gì? Ốm đau bệnh tật, quặt quẹo, vân vân. Cho nên ngày Hư Vân ngày mới thể hiện cho chúng ta gì? 21 ngày phát nguyện chuyên tu, 21 ngày ốm đau gì? Mắt không thấy, tai không nghe, miệng không nói được, không đi lại được là như thế. Và vượt qua thì gì? Đâu nó lại vào đấy. Tổ nói tiếp, giả sử ta có 10 phần nghiệp chướng do công đức tu nên tiêu trừ được 7 phần, còn phát ra gì? Vài 3 phần. Đấy. Tổ nói đáng nhẽ 10 phần nghiệp chướng chúng ta nếu không tu thì phải gánh hết. Tu bây giờ nó tiêu được đi 6, 7 thì còn gì? Còn lại 3, 4 nữa thôi, vài 3 phần nữa thôi. Và đáng lẽ quả báo ấy đến sau mới trả, nhưng nhờ sức tu niệm nên nó chỉ chịu quả báo nhẹ nhàng trong kiếp này để mau được giải thoát. Đấy, giống như chúng ta trả nợ thôi. Chúng ta làm ra trả nợ càng nhiều càng nhanh thì càng hết nợ càng tự do tự tại. Còn mà cứ lấn cấn tiếc vài đồng vào công sức mình làm ra không đi trả nợ, thế thì mình suốt ngày mang nợ mà thôi. Như giới hiền luận sư tiền kiếp là một vị quốc vương đem binh đánh dẹp ở các nơi, tạo nghiệp sát sinh quá nhiều. Đáng lẽ đến đời này sau khi hưởng phúc thừa rồi chết sẽ phải đọa vào địa ngục. Nhưng nhờ luận sư trí tâm tu hành và hoằng dương Phật Pháp nên mỗi ngày ông bị một cơn bệnh trạng như có nhiều lưỡi gươm vô hình đâm chém trên thân. Thế như thế trải qua gì? 2 năm bệnh mới dứt. Chúng ta thấy không? Giới hiền đại luận sư là một vị cao tăng Phật giáo Ấn Độ ở thời nhà Đường bên Trung Quốc. Lúc đó có ngài Trần Huyền Trang, mà câu chuyện Tây Du Ký đó, Trần Huyền Trang đi sang Ấn Độ cầu pháp chính là gì? Vào học ở cái đại học Nalanda, một cái đại học lớn nhất đầu tiên trên thế giới lúc bấy giờ, không chỉ về Phật giáo đâu mà dạy cả về các tôn giáo, chính trị, y khoa vân vân, mọi thứ ở tại Ấn Độ lúc bấy giờ. Và lúc đó ngài Giới Hiền là gì? Là viện trưởng cái viện đại học Nalanda lúc bấy giờ. Và ngài Trần Huyền Trang sang đó chính là gì? Là học sinh, là tăng sinh, và đồng thời cũng là một tăng sinh xuất chúng nhất, thủ khoa nhất trong tất cả các khoa học, các môn học ở học viện đại học Nalanda Phật giáo ở Ấn Độ thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên. Và ngài Giới Hiền luận sư tuy là gì? Là giỏi như thế, công đức như thế, nhưng sao? 2 năm trời, mỗi ngày ngài lại sinh ra một cái trận đau, đau như là có hàng trăm ngàn vạn ức mũi tên ngoạn giáo sẽ đâm vào thân thể của mình, đau không nỗi không thể chịu được. Đó. Đau đến cái nỗi không thể chịu được mà ngài gì phải ngửa mặt lên trời và than rằng: nếu mà con có làm điều gì sai trái với chính pháp, tạo ra tội lỗi, thì nguyện là con gì xin sám hối. Nếu mà con có tạo ra những cái tội lỗi gì từ vô thỉ kiếp trước thì con cũng xin sám hối, chứ để đau đớn như thế này không thể chịu được. Cái thứ nhất. Cái thứ hai gì?
đại chúng, các đệ tử, các học trò nó nhìn vào á, một vị viện trưởng, một vị đại lão hòa thượng, một vị đại luận sư mà lại ốm đau bệnh tật đến cái mức độ như thế, thì ai người ta còn tin theo Phật pháp, ai người ta còn muốn học với mình nữa. Sau khi ngài ngửa mặt lên trời và than và khấn nguyện, không thể nói là than được, gọi là phát nguyện như thế, thì ở trên hư không có tiếng nói vọng xuống rằng đây chính là gì, đây chính là cái nghiệp chướng của gì, của ngài. Do đời trước ngài là một vị gì, một vị hoàng đế đem quân đi chinh phạt các nước lân bang, khiến cho muôn dân đổ máu, xác chết chất đống cao như núi. Vì vậy và những gì, những oán khí, những oan gia ở trái chủ nó theo ngài gì, để nó gì, nó báo oán. Xin ngài đừng có lo, ngài hãy cố gắng gì, tu hành vượt qua, không bao lâu nữa thì bệnh ấy sẽ hết. Đó. Khi nghe trên hư không có tiếng nói xuống như thế, thì lúc đó ngài giới hiền đại luận sư mới gì cố gắng nỗ lực tinh tiến tu hành và vượt qua, nhưng cũng phải gì 2 năm trời mới hết, tức là bệnh đó, bệnh 2 năm mới hết. Chúng ta thấy không? Chứ đừng nói là bậc cao tăng đắc đạo tu hành rồi không bị gì, không bị bệnh tật. Có bệnh này là gì, bệnh về thân, mà các ngài phải trả gì cái nghiệp báo từ nhiều đời nhiều kiếp về trước. Mà cụ thể như ngài gì giới hiền đại luận sư là thầy của gì, của Trần Huyền Trang trong phim Tây Du Ký này chúng ta xem đó. Rồi sau này do nhân duyên tu hành tinh tiến mà gì mà giới hiền đại luận sư được sinh về cõi trời nội viện cung trời Đâu Xuất, gặp Bồ Tát Di Lặc. Đấy. Rồi lại như ông gì, ông Ngô Mao, tiền nhân cũng tạo nghiệp sát, đáng lẽ phải đọa vào làm heo 7 kiếp cho người giết. Đấy, tổ lấy câu chuyện đáng lẽ cái ông Ngô Mao đó, cũng do nghiệp sát ở đời trước, đáng lẽ phải đọa làm gì, làm heo, heo tức là con gì, con lợn 7 kiếp cho người khác giết. Nhưng nhờ ông trường trai niệm Phật, tức là gì, ăn chay trường và niệm Phật nhất tâm, cho nên khi số thọ, khi thọ số mãn, bị giặc đâm 7 nhát dao, trả nghiệp xong một lần rồi được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Đấy, chúng ta thấy không, đáng lẽ thì phải đọa làm gì, 7 kiếp kế tiếp làm gì, làm thân con lợn để trả nợ, chắc là kiếp trước là giết heo, làm nghề sát sinh. Cho nên 7 lần phải sinh trở lại nữa, làm heo nữa để cho người ta giết 7 lần thì mới gì, mới thoát ra khỏi cái nạn sinh tử luân hồi. Nhưng mà ông gì, ông Ngô Mao này, ông nhất tâm niệm Phật, một lòng một dạ chí thành chí kính niệm Phật, thì cuối cùng là đến khi sắp sửa mãn báo thân này á, thì bị một cái tên cướp đến gì, đâm ông đúng 7 nhát, đâm đúng 7 nhát và ông chết. Và sau khi ông chết đó, thần thức của ông gì liền vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, không ở lại ở thế gian nữa. Đấy, chúng ta thấy không, đấy là vậy, nhân duyên á, nợ nần tiền kiếp ấy, đem đến vậy đó. Nói tóm lại, lời tục gọi đó là gì, trạng thái gì, dồn nghiệp. Đấy, tổ nói trạng thái dồn nghiệp, tức là nghiệp nó dồn về một gì, một lúc vậy, dồn về một giai đoạn, dồn về một kiếp để trả hết sành sành say. Như ông Ngô Mao đáng nghe phải 7 kiếp nữa, nhưng mà ông giả một kiếp là gì, để cho cái thằng cướp là gì, nó đâm 7 nhát dao xong trả bỏ hết, xả bỏ hết, trả nợ hết cái nghiệp chướng, đáng nhẽ 7 kiếp làm lợn để vãng sinh Tây Phương ngay trong kiếp này. Tuy nhiên, không phải mỗi người tu đều bị trả quả. Có người càng tu càng có điểm tốt, càng được an thuận, không bị trở ngại chi. Đó là do vị ấy những kiếp về trước không tạo nghiệp chi quá nặng, hoặc đã từng tu niệm và có nhiều căn lành. Nhưng luận theo phần đông,
Đại khái nếu không gặp những chướng ngại lớn cũng vấp phải những chướng ngại nhỏ. Ngoài những trở ngại của ngoại duyên lại còn có ba nguyên nhân phát sinh chướng nghiệp thêm nữa. Đó, đây chúng ta thấy tổ nói như vậy. Ngoài cái gì, người tu thì không phải ai cũng tu cũng có thể chuyển thành nghiệp nhẹ biến thành nặng hay là nặng biến thành nhẹ vân vân. Không phải ai cũng gặp những chướng duyên như nhau. Cũng có người họ chỉ gặp chút xíu thôi. Nhiều hay ít có thể gặp được chút xíu thôi. Nhưng đấy là do cái nhân duyên tu hành nhiều đời nhiều kiếp của họ. Và tổ nói gì? Người tu là còn có ba cái chướng duyên ở bên ngoài như sau. Một là gì? Cứ theo tông pháp tướng, trong tạng thức của ta có chứa lẫn lộn những nghiệp chủng lành dữ. Khi niệm Phật hay tham thiền, ta huân tập hạt giống công đức vô lậu vào, tất các nghiệp chủng kia phải phát hiện. Ví như một khu rừng rậm nhiều thú, nếu có dân cư đến khai hoang, tất cây cối bị đốn, các loài thú đều chạy ra. Cảnh tướng phiền não, chướng duyên do nghiệp chủng phát hiện cũng thế. Đây gọi là sức gì? Phản ứng của chủng tử nghiệp. Chủng tử nghiệp tức là gì? Chủng tử tức là hạt giống đó. Tức là cái nghiệp gì? Nghiệp chúng ta đã gieo tạo gì? Nhiều đời, nhiều kiếp nó đang ẩn giấu và đang cư trú lại ở trong gì? Tàng thức A Lại Gia của chúng ta đó. Đó. Cho nên ở đây tổ lên cái ví dụ cái nghiệp này giải thích theo tông pháp tướng, nói rằng khi người ta niệm Phật sẽ tham thiền, tức hành giả chúng ta tu tập niệm Phật tham thiền đó, cũng giống như gì, ta huân tập hạt giống công đức vào trong A Lại Gia thức của mình. Nhưng cũng có những cái chủng tử xấu ác, cái tâm niệm bất lương nó hiện khởi lên trong tâm của chúng ta, hoặc là việc làm của chúng ta từ trước đến nay gì, nó đều huân tập ở trong cái kho tàng A Lại Gia thức đó. Cho nên nay á, chúng ta tu tập á, thì đương nhiên giống như người phá rừng chặt cây thì chim muông cẩy thú ở trong cái rừng đó đều phải gì, bỏ chạy tán tác. Tức là chúng ta tu tập á, thì hạt giống chủng từ thiện nó phát sinh, nó thì đâm chồi nảy lộc, thì những cái hạt giống á, xấu ác ở trong A Lại Gia thức thì nó cũng phải biến động, nó tan tác, nó chạy, cho nên á, mới gặp cái chướng duyên này nọ kia vân vân. Đây là ý giải thích thứ nhất. Ý giải thích thứ hai bên ngoài, tổ nói gì? Có những vị tu hành chẳng am tường giáo lý, không hiểu những tướng của tội tâm và ngoại cảnh đều như huyễn, chưa phát minh thế nào là chân và vọng, nên nhận định sai lầm. Do đó, đối với cảnh duyên trong ngoài, sinh niệm tham chấp, vui mừng lo sợ, vui mừng thương lo sợ hãi, và tự gây chướng nạn cho mình. Thì ở đây tổ nói là hạng thứ hai, đó là do tu hành chẳng am tường giáo lý, tức là chẳng chịu học, chẳng biết về giáo lý của Đức Phật chỉ dạy. Cho nên phần lớn là trong nội tâm và ngoại cảnh gì đều sinh ra cái gì, cái định kiến, cái vọng chấp sai lầm, như là chấp vào gì, cảnh vui mừng hoặc là lo sợ hay là đau khổ hay là phiền não vân vân đó, mà sinh ra gì, sinh ra cái chướng duyên đấy. Rồi thứ ba tổ nói lại, ví như người theo họa đồ, lại ví như người theo họa đồ đi tìm mỏ vàng, đường xá phải trải qua non cao vực thẳm đồng vắng rừng sâu, bước hành trình tất phải nhiều công phu và gian lao khổ nhọc. Nếu người ấy không vững lòng, không biết tùy sức, tùy hoàn cảnh mà nhẫn nại, uyển chuyển, tất phải thối lui. Hoặc có khi bỏ cuộc ghé vào một cảnh tạm nào đó, hay chết chóc giữa đường. Lộ trình tu tập cũng như thế. Hành giả tuy y theo kinh giáo mà thực hành, song nếu không biết tùy sức mà tùy hoàn cảnh mà nhẫn nại uyển chuyển, sự lập chí không bền lâu, tất sẽ thất bại. Chướng nạn đó cũng do chính mình gây ra vậy. Trên đây là đại lược về một ít nhân duyên của các gì,
các điều ở chướng duyên. Đấy, đây chúng ta thấy tổ nói chúng ta lược ra một chút ít như thế về các chướng duyên trong quá trình tu tập của các hành giả, tăng ni, Phật tử chúng ta. Đó, thì chúng ta thấy đấy là những cái chướng duyên có thể xảy ra trên bước đường tu của chúng ta, không sớm thì muộn, không gì nhiều thì ít, tùy theo cái nghiệp định, cái định nghiệp của mỗi người, nghiệp lực của mỗi người và cái sự tinh tiến tu hành của mỗi người mà nó phát động ra vậy. Đó. Thì về cái bài pháp thoại chia sẻ về Phật pháp, về quyển bộ niệm Phật thập yếu của khóa tu lần này và ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.